Hôm nay Sang vừa làm máy quay phim, vừa làm người nói chuyện với mọi người luôn, mong mọi người thông. Hello, xin chào cô chú, anh chị và các bạn. Mình là Sang, chào mừng cô chú, anh chị và các bạn đến với kênh Sang Tị Nở Cuộc Sống Bỉ. Hôm nay Sang đang có mặt ở chỗ mà ở ngoài chỗ phố Luy á. Hôm nay Sang có hẹn với một chú Việt Nam. Sang đi lộn đường rồi. Chỗ này không phải. Sang có hẹn với một chú Việt Nam, mà chú vô gia cư Việt, người Việt Nam á. Đi ra ngoài này và có một món quà bất ngờ dành cho chú. Sang đang đi xuống dưới cho nên là Sang không có nhìn vô máy quay, mà Sang nhìn xuống đường, xuống cái bậc thang nếu không bị té. Có bạn viết cho mình đó là tại sao chú Việt Nam này á không có nói tiếng Việt. Là tại vì chú đi qua đây hồi chú lúc 4 tuổi, còn quá nhỏ, 4 tuổi thì chưa có thể nói tiếng Việt. Đã vậy qua đây sống cuộc sống ở bên này nữa, cho nên là chú không có ở. Để chút nữa Sang sẽ hỏi xem coi hồi còn nhỏ chú ở trong gia đình người Việt hay không. Chắc chắn Sang nghĩ là chú không ở trong gia đình người Việt, nếu không thì chú đã nói được tiếng Việt rồi ạ. Do chú cũng chưa có biết cái sử dụng cái chương trình của cái nói chuyện vô cái máy của Sang á, để Sang nói chuyện trực tiếp cho mọi người cùng nghe, nói bằng tiếng Việt luôn và chú trả lời thì cái máy nó thông dịch bằng tiếng Việt luôn. Sang về Sang không phải thông dịch lại nữa. Như vậy thì mọi người nghe, mọi người hiểu hơn. Từ từ Sang tiếp xúc với chú thêm và Sang sẽ chỉ cho chú nói cái sử dụng cái máy đó như thế nào và nói chuyện với mọi người, để mọi người nghe và hiểu thơ chú thêm ha. Sang đang có mặt ở chỗ Luy quen thuộc rồi cô chú. Cái chỗ này là chỗ nhà thờ mà hay tổ chức nhà thờ lễ, các lễ Việt Nam á. Sang có hẹn chú Việt Nam ở ngoài này, tại vì lần đầu tiên gặp chú cũng tại chỗ Luy này, chỗ nhà thờ Việt Nam ở đây. Thì mình cứ đi ra đây như vậy nó tiện lắm. Mình bởi gặp chú ở đâu, mình có duyên mình gặp chú ở đâu thì mình hẹn chú ở đó, nói như vậy thì dễ hơn, chú biết hơn ạ. Cái phố Luy này này các bạn này, cái phố này là cái phố rất là mắc tiền, bán toàn đồ hiệu không ạ. Gucci, Chanel hoặc là Louis Vuitton, Giordano gì đều ở đây hết á mọi người. Đây là ở phía đầu của con phố thôi. Mình chúng ta muốn đi đến cái chỗ mắc tiền hơn á thì mình phải đi vào phía bên trong đó, ở bên phía trong đó đó, hoặc là bên phía ngoài này, hoặc là ngoài này. Nó nằm ở hai bên đường. Bây giờ Sang đi qua bên kia đường để Sang rút tiền cái đã. Sang bắt gặp chú Đạo rồi này cô chú anh chị các bạn. Đang là đi ở phía trước của Sang á. Mọi người có nhìn thấy chú mặc cái áo phông này hay không? Chú thì chú không có nhìn thấy Sang, không nhận ra Sang. Chú vào một cái tiệm snack này, thấy trên tay cầm ổ bánh mì. Vào đây chắc là mua thuốc lá hay mua cái gì rồi. À, mua nước uống, mua báo. Chú mới cắt tóc xong. Hello Đào. Ơi, chú vô đây chú làm cái gì mà Sang đứng ở đây chú nó. Ôi chú, sao va? Chú ăn bánh mì. Sang tới đây nãy giờ rồi nhưng mà không có gặp chú, bây giờ thì Sang mới gặp. Mình chưa đi tới chỗ nhà thờ này, mình không có nghĩ, không có biết là chú ngồi ở chỗ nhà thờ. Lúc nãy có đi tới đây thì chú ngồi, chắc ngồi sát vô trong này nè, sao không có thấy. Là bác. Bác cùng lên.
Chú nói là ngồi lên trên cái Oui. Đây, à cô tên là Don, sao va? Vậy. Ngồi xích vô trong này để không có vướng cái người đi đường. Chú đang ăn. Cha, đấy là một người cha, ông cha. Cha nói là phải để gọn đồ lại để cho người khác đi vô nhà thờ. Chú đạo nói là để chú ăn xong đã rồi, 2 phút là chú ăn xong rồi. Hai chú cháu sẽ nói chuyện. Hôm nay thì trời nóng hơn cho nên là sang thấy chú đổi style rồi. Có nghĩa là mặc cái áo này nó dày, cái loại mà giống như là quần áo của quân đội á. Nó dày nhưng mà nó thấm mồ hôi và nó không có bị nóng quá. Nó không có dày lắm đâu. Nói chung là hình như là cái đồ này tốt vào cái mùa hè cũng được ạ. Chú đang ngồi chú nhai. Ở bên đường thì sang ngồi ở đây sang quay thì mọi người nhìn thấy là ở bên đường người ta vẫn đang đi, chỗ này là chỗ mà khu shopping mà hiệu mắc, khu shopping mắc tiền luôn đó cô chú anh chị và các bạn. Xin lỗi mọi người, từ nãy đến giờ cái máy quay nó quay lên trời cho nên mọi người sẽ nhìn lúc nãy sang không để ý, xin lỗi mọi người nhiều nha. Hôm nay sang vừa làm máy quay phim vừa làm người nói chuyện với mọi người luôn, mong mọi người thông cảm tại vì cameraman của sang nó đi học rồi á. Có bạn viết cho sang á, có bạn nói là tại sao chú không nói tiếng Việt, thì sang cũng có giải thích ở cái trước đó thì sang có giải thích chú đi qua đây hồi nhỏ 4 tuổi cho nên là không có biết tiếng Việt đâu. Con sang thật sự là ở nhà sang nói tiếng Việt với nó 24/24 luôn á. Nhưng mà nó nghe nó hiểu thôi nhưng nó không nói được, nó nói lại rất là ít từ. Mà đã vậy rồi có bạn ghi cho sang là chú tại sao chú ở đây chú có tiền trợ cấp á, vẫn còn đỡ hơn những người nghèo khổ bên Việt Nam. Dạ đúng là vậy, nếu mà so sánh ra tiền ở bên đây ấy thì tính ra tiền Việt Nam thì đúng thiệt là nhiều hơn tiền Việt Nam thiệt. Nhưng mà ở bên đây á, chú còn có gia đình, có vợ con nhưng mà đã không còn ở với nhau á. Sang cái này sang giải thích thôi nha, sang không có yên, có cái gì chắc hay hờn giận gì đâu ha. Cái này sang giải thích có nghĩa là cái tiền của chú, tiền trợ cấp xã hội ở đây của chú 900 một tháng là người ta trừ thẳng vô cái công cho người vợ luôn. Chú là chú chỉ được một cái phần nào đó để ăn uống thôi chứ còn là trừ thẳng vô trong công người vợ luôn. Nhưng mà cái tiền của chú ăn uống thì chú cũng sẽ, đối với một người cha tốt như vậy thì sang nghĩ chú cũng nhường cái phần đó lại cho con của chú. Chú thà ngủ ngoài đường mà cô chú, chị và các bạn. Dạ cái mic sang để cái máy quay xuống á. Thì mọi người cũng biết đó, chú thà chấp nhận ở ngoài đường, chú nhường cái phần đó cho con của chú. Cho nên là thành ra chú cũng chỉ là một người vô gia cư ở đây thôi ạ. Là một người mà phải nói là khổ nhất ở Bỉ rồi đó. Thấp nhất rồi, không còn cái gì thấp hơn được nữa. Chú đang ăn bánh mì, chú cứ nói với mình là chú ăn lẹ lẹ để sang không có bị mất thời gian. Nhưng mà sang không có vấn đề, sang cứ để cho chú ăn thoải mái, sang không có hối gì cả. Sang chỉ ngồi đây và nói chuyện với cô chú anh chị và các bạn trước đó thôi ạ. Thì mọi người cũng thắc mắc làm sao thì viết comment cho sang, sang có đọc thì sang giải thích cho mọi người ở comment này. Các bạn thấy là những cái túi của chú mang theo nè, đó những cái sắc của mang theo. Người ta ở đây á, trời á, khí hậu không có được giống như Việt Nam đâu. Và mùa đông á, nó lạnh, nó cắt da cắt thịt á, mấy cái đầu ngón tay ngón chân á là chảy máu luôn á. Chân mà bị lạnh quá nhiều khi nó nổi nước, nổi mụn nước, người ngứa gãi rất là đau á. Nó lạnh lên mức độ vậy.
mà không nhà không cửa rồi không sốt không lò sưởi, cái đó rất là khổ sở rồi đó mọi người ạ. Đó là một cái mà thật sự là đối với Sang, Sang chỉ cần đứng nửa tiếng ở ngoài đường thôi là Sang chết cóng rồi đó. À, còn vào cái mùa hè như vậy thì mới được cái khí hậu tốt hơn một chút. À, có nghĩa là mình có một chút được ánh ánh nắng nhưng mà cũng không được bao nhiêu lâu. Đấy, mọi người về, cô như cô chú anh chị và các bạn biết chú tên là Nguyễn Đạo. À, hoặc là chú hay nói tiếng do. Nhưng mà Sang thì Sang thấy chú ghi cho mình đó là chú tên là Đạo. D A O đồng hoàng á mọi người, Nguyễn Đạo. Đó. À, thì chú tên là Nguyễn Đạo, năm nay là 57 tuổi, 56 tuổi. À, bữa nay thì chú cắt tóc lên, nhìn chú rất là trẻ, cạo râu luôn, thấy trẻ nhiều lắm. Chú ăn xong rồi để chú đi dục rác đấy, sau đó rồi chú sẽ qua đây chú nói chuyện với cô chú anh chị và các bạn cùng với Sang nha. Hôm nay Sang ra đây á, Sang làm một điều bí mật bất ngờ đối với cho chú để xem coi chú như thế nào á mọi người ha. Buổi sáng lần này á, là Sang đi ra đây là mới có 10 giờ sáng á, bây giờ mới có 10 giờ sáng á mọi người, cho nên nó buổi sáng á, Sang thấy không khí rất là trong lành và nó có chút một chút nắng, một chút ấm áp và một chút thoáng đãng, rất là dễ chịu. 10 giờ thì những cái tiệm mà shopping ở đây á, họ mới bắt đầu họ mở cửa. Và ở đây á, các bạn biết không, cái đồ hiệu gì cũng có luôn, toàn là những hiệu mắc tiền mà những cái hiệu đó Sang chưa bao giờ Sang vô hết á. Thật sự Sang ở đây mười mấy năm mà chưa bao giờ dám bước chân vô những tiệm đồ hiệu đó, giống như là Gucci, Chanel hoặc Dior hoặc Versace, chưa bao giờ Sang vô đó cả. Những cái đồ mà Sang mặc nè toàn là H&M, Binky và Zara thôi, rất là bình dân, đồ bình dân ở đây. Chú đang gặp một cái người bạn để nói chuyện nhiều một chút với mà. À, chờ chú uống cà phê xong đó, cái ly cà phê đang để ở dưới đất kìa mọi người. Người ta ăn xong người ta đi thong thả một chút cho nó thoải mái, cho nó xuống cái cơm, xuống bánh mì sau đó rồi mới uống cà phê. À, nếu ai có thắc mắc về chú Đạo cái chuyện gì thì có thể nói cho Sang để Sang có thể trả lời cho cô chú anh chị các bạn. À, còn một vấn đề nữa, bây giờ Sang xin nói luôn là tại sao chú không có về Việt Nam? Chú có giấy tờ sao chú không về được Việt Nam? Sang rất hy vọng là sẽ giúp được cho chú đi về Việt Nam nha cô chú anh chị và các bạn. À, nếu mà chú có giấy tờ thì chú mình có thể kêu gọi mọi người và cùng với Sang nữa ủng hộ cho chú thêm vé máy bay để sáng về chú về Việt Nam là được. Nhưng mà có một vấn đề ở đây ấy, là chú nói nếu mà chú về Việt Nam á, cái thì tiền ở đây á, của chú sẽ bị cắt, bị stop, cho nên nó là thành ra các con của chú sẽ bị đói, cho nên chú không có về. No merci, je déjà vois à la maison. À. Oh, Jonathan, ça va? Tu bois? Jonathan, ça va? Đấy. À, chú nói là tiền của chú sẽ bị ngưng và không được cho nữa, thì các con của chú sẽ bị đói. Cái tiền đó chú xin cho chú được ăn và chú xin cái tiền đó để trợ cấp và tất cả những cái phần đó chú dành cho con của chú. Bởi vậy là chú không có về được Việt Nam bây giờ. Mai mốt chú nói là có thể hy vọng là bong sung á, là có lúc đó là cái tiền tiền lương hưu á, thì lúc đó chú có thể đi Việt Nam được, lúc đó chú không có lo vấn đề con cái và cái tiền đó thì chú tiền người ta trả cho con chú rồi, thì lúc đó chú có thể đi thoải mái. Cái tiền đó là tiền bắt buộc cho mỗi người mỗi tháng luôn rồi ạ. Còn trợ cấp thì bắt buộc người ta phải ở Mỹ, không có được đi đâu hết á mọi người, không được đi đâu cả. Đó, đấy là Sang đã trả lời thắc mắc của cô chú anh chị và các bạn rồi. Ok, video của Sang tới đây là hết rồi. Hẹn gặp lại cô chú anh chị và các bạn ở video sau tiếp theo của Sang nha. Sang cảm ơn mọi người đã luôn xem và theo dõi Sang Thị Nở Cuộc Sống Bỉ. Cảm ơn rất là nhiều và hẹn gặp lại. Mọi người đón xem ở video sau của Sang á, Sang sẽ cùng với chú làm điều gì cho chú thì mọi người đón xem video tiếp theo ha.
bye mọi người.